Vâng, điện tử Tám Hoa Lê Lợi Chí Linh Hải Dương xin gửi lời chào đến toàn thể các bác và anh em. Trong cái video buổi chiều ngày hôm nay, em xin phép làm một cái video ngắn giới thiệu đến các bác và anh em nội thất của những cặp loa bãi JBL. Những cặp loa bên em vừa tuyển về. JBL mã sản phẩm là JRX212 và có một cặp là MDD212. Loa đều sử dụng một bát 30, một mid tép kèn các bác anh em nhé. Đây là nội thất của cặp loa bên em tuyển về này. Đấy, hàng đẹp xuất sắc các bác anh em nhé. Bát 30 từ 16 côn 68. Đấy, dòng loa JB bát 30 này thì nó không thiên về bát nhiều các bác anh em nhé. Tép lẩy tí tách. Loa JBL. Những cặp loa này thì đều được sản xuất tại Mexico. Phân tần của sản phẩm. Bát tép phân tần và thùng vách đẹp và zin nguyên bản nhé. Thì bên em về được 3 cặp, có 2 cặp JRX212 thì vừa lên sóng buổi sáng xong, khoảng 20 phút sau. Có bác ở Hải Phòng chốt luôn 2 cặp JBL JRX212 nhé. Chỉ còn lại duy nhất một cặp MDD212 thôi. Còn duy nhất một cặp MDD212 này. Còn 2 cặp JRX này có bác Hải Phòng chốt rồi. Chốt 2 cặp này và một quả súp JB này, bát 50 này, bát mặt. Đấy. Duy nhất còn một cặp các bác nha anh em nhé. Đẹp, hàng đẹp xuất sắc, zin nguyên bản. Giá 11.300.000 các bác anh em. Đấy. Này, các bác để ý cái sắt từ của nó này. Đấy. Từ 16, sắt từ trắng 7 màu. Khung xương của nó đẹp, mỹ mãn luôn. Đấy. Hàng zin nguyên bản này. Đấy, các bác để ý cái nhện của dòng loa JB Bass 30 JRX này. Nhện rất là đẹp nhé. Đấy, màng giấy trên màng đều được dập số sơ duy của loa. Đấy, đây là cái bát này. Màng giấy, màng làn sóng các bác anh em nhé. Tiếng dòng loa này rất là hay. Tép lẩy, bát đánh mềm. Tuy rằng dòng loa JB Bass 30 này nó không thiên về tiếng bass nhiều, giải lời rất là sáng các bác anh em nhé. Phần tần này. Vâng, thì giá chỉ có 11.300.000 cho một cặp. Thì bên em duy nhất còn một cặp MDD212. Các bác anh em nào có nhu cầu một cặp loa JB Bass 30 cho không gian phòng khoảng từ 25 mét vuông đến 50 vuông, các bác hãy liên hệ cho bên em số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Địa chỉ bên em tại thị tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ba cặp lên sóng chỉ sau 15-20 phút đã có bác chốt luôn 2 cặp. Đẹp xuất sắc các bác anh em nhé, đều zin nguyên bản hết. Bên em tuyển chọn rất là kỹ lưỡng những cặp loa JB.